Real vào chung kết FIFA Club World Cup. Thiếu Karim Benzema, Thibaut Courtois, nhưng Real vẫn thắng dễ câu lạc bộ Ai Cập Al Ahly 4-1 ở bán kết FIFA Club World Cup tối 8 tháng 2. Trên sân Prince Moulay Abdellah Rabat, huấn luyện viên Carlo Ancelotti dùng đội hình mạnh nhất trừ Karim Benzema, Thibaut Courtois, Eder Militao, Lucas Vazquez, Ferland Mendy và Eden Hazard vắng mặt vì chấn thương. Trong đó, Toni Kroos và Luka Modric là hai cầu thủ duy nhất còn sót lại từ đội hình xuất phát ở trận gần nhất của Real tại FIFA Club World Cup chung kết thắng Al Ahly 4-1 năm 2018. Thống kê cho thấy sự vượt trội của Real khi họ kiểm soát bóng 62%, dứt điểm 19 lần với 11 cú trúng đích so với 15 và 5 của Al Ahly. Đây cũng là trận Real có nhiều cú sút trúng đích nhất kể từ trận mở màn La Liga thắng Almeria 2-1 với 15 cú. Trong đó, Rodrigo, Federico Balbede, Vinicius, Aurelien, Tuameni dứt điểm trúng đích 2 lần, Antonio Rudiger, Modric và Sergio Araiber cùng có 1 lần. Nhà đương kim vô địch Champions League tạo khác biệt ở phút 42 khi trung vệ Mahmoud Metoli phá hụt bóng tạo điều kiện để Vinicius xâm nhập vòng cấm rồi bấm bóng loại bỏ thủ thành Mohamed El Shenawy. Đây là bàn thắng thứ 50 của tiền đạo Brazil trong màu áo Real. Bàn mở tỷ số giúp Real bùng nổ trong hiệp 2. Phút 46, Modric chọc khe để Rodrigo thoát xuống rồi đặt lòng không thắng được El Shenawy trong thế đối mặt. Bóng bật ra đúng tầm để Balbede băng vào, làm động tác giả loại bỏ hai cầu thủ Al Ahly rồi sút vào lưới trống. Phút 86, sau khi tham khảo và trọng tài xác định Amr Ansulaya đốn ngã Vinicius trong vòng cấm và cho Real hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Modric sút về góc phải bị El Shenawy cản phá. Vì thế, Real trở thành đội đầu tiên lỡ hai quả phạt đền trong lịch sử FIFA Club World Cup. Không tính loạt sút luân lưu để phân định thắng thua, cầu thủ Real đầu tiên đá hỏng 11m là Nicola Anelka ở trận gặp Corinthians trong mùa giải đầu tiên năm 2000. Nhưng trong ít phút bù giờ, Real vẫn ghi thêm hai bàn để ấn định chiến thắng đậm. Phút bù thứ hai, Dani Ceballos đánh góp để Rodrigo dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-1. 5 phút sau, đến lượt Sergio Araiber lập công với pha kết thúc chéo góc khiến El Shenawy chôn chân. 28 giây sau khi vào thay Vinicius và 3 lần chạm bóng là tất cả những gì cầu thủ trưởng thành từ Lo Castilla cần để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội 1 của Real. Nhờ đó, Araiber thành cầu thủ vào sân thay người ghi bàn nhanh nhất tại FIFA Club World Cup kể từ năm 2010. Ngoài ra, với 21 tuổi 131 ngày, Araiber còn thành cầu thủ Real trẻ nhất lập công tại giải. Phía đối diện Al Ahly cũng tạo nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng một lần vào phút 65. Khi Hussein El Saha bị Eduardo Camavinga phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m Ali Malou sút về góc trái trong khi thủ thành Andriy Lunin đổ sang phải. Vượt qua Al Ahly, Real sẽ gặp Al Hilal câu lạc bộ Saudi Arabia đánh bại đối thủ Brazil Flamengo 3-2 ở trận bán kết ngày 7 tháng 2 trong trận tranh danh hiệu ngày 11 tháng 2. Khi đó, huấn luyện viên Ancelotti có thể đón chào sự trở lại của Karim Benzema, Thibaut Courtois và Eder Militao. Real là câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại FIFA Club World Cup với 5 lần tham dự vô địch 4 lần vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018. Ở lần còn lại năm 2000, đội bóng Hoàng gia giành hạng tư. Đội hình thi đấu: Al Ahly, El Shenawy, Abdelmonem, Metoueli, Malou, Hani, Riêng, Fadi 61, Ansulaya, Ratoan, El Saha, Mohamed 75, Serif Tau 61, Magdi Kahaba 88, Real, Lunin, Alaba, Rudiger, Camavinga, Nacho, Tuameni, Cruz, Ceballos 77, Modric, Odriozola 90, Rodrigo, Mariano 90, Vinicius, Araiber 90, Balbede. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.